Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 73, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con đặt tính rồi tính. Như vậy, chúng ta sẽ đặt tính rồi tính các phép tính theo các quy tắc đã học về phép chia số thập phân. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Bài 1, câu A. Cô có phép tính

7 x 34 bằng 238. 266 trừ 238 bằng 28. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô có 282 chia cho 34 bằng 8. 8 x 34 bằng 272.

Phần thập phân của số chia có một chữ số. Như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 910,8 chia cho 36 như sau. 91 chia cho 36 được 2. 2 x 36 bằng 72. 91 trừ 72 bằng 19. Hạ 0. 190 chia cho 36, được 5. 5 x 36 bằng 180. 190 trừ 180 bằng 10. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống. Cô có 108. 108 chia cho 36, được 3.

phần thập phân của số chia có hai chữ số. Như vậy, cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải hai chữ số. Số bị chia 3 hay chính bằng 3,0. Chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số, cô được 300. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 300 chia cho 625. 300 chia cho 625 được 0. 0 x 625 bằng 0, 300 trừ 0 bằng 300. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, đồng thời viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư, cô có 3.000. 3.000 chia cho 625 được 4. 4 x 625 bằng 2.500. 3.000 trừ 2.500 bằng 500. tiếp tục viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư mới. Cô có 5.000 chia cho 625. 5.000 chia 625 được 8. 8 x 625 bằng 5.000. 5.000 trừ 5.000 bằng 0. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 73, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay com cô chúc các con học tốt